từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, VietinBank tổ chức hội nghị Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ năm 2018. Dự hội nghị có ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro, bà Lê Anh Hà, Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro kiêm trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ, cùng đại diện của các khối phòng ban liên quan của trụ sở chính VietinBank tham dự. Đặc biệt hội nghị còn có sự tham dự của gần 300 đại biểu là các cán bộ đến từ phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ trụ sở chính và 26 khu vực. Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ của VietinBank luôn được ví như cánh tay nối dài của trụ sở chính và bác sĩ gia đình đối với các chi nhánh. Nhiệm vụ của bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ là thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ nhằm phát hiện, cảnh báo ngăn ngừa kịp thời hành vi vi phạm và đề xuất xử lý các tồn tại, sai phạm trong mọi hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị. Khuyến nghị cải tiến, hoàn thiện nâng cao tính hiệu quả của hệ thống quy trình, quy định nội bộ, góp phần đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật của VietinBank. Hội nghị là sự kiện thường niên của Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ VietinBank nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của toàn bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ trong năm, đồng thời ghi nhận những điểm đạt được, những điểm còn hạn chế, nhận diện những vấn đề, những thách thức mà Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ sẽ phải giải quyết trong năm tiếp theo. Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Lê Anh Hà, Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động của Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ năm 2018 và đưa ra một số định hướng hoạt động cho năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Trần Minh Bình đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của toàn thể Bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ trong việc tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát các chi nhánh tuân thủ quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình nội bộ của VietinBank. Phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro, yêu cầu toàn thể cán bộ, bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ VietinBank cần nâng cao năng lực chuyên môn, luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giảm thiểu rủi ro, thất thoát cho ngân hàng và xứng đáng với kỳ vọng của ban lãnh đạo, tình cảm của các chi nhánh đã dành cho bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ trong nhiều năm qua. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các cán bộ kiểm tra kiểm soát nội bộ đã thảo luận theo các chủ đề: công tác kiểm tra giám sát tín dụng tại phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực, kỹ năng kiểm tra hoạt động chi tiêu nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro nghiệp vụ thẻ, các vấn đề lưu ý trong kiểm tra giám sát tài trợ thương mại và chia sẻ kinh nghiệm công tác giám sát. Ngoài các hoạt động nghiệp vụ của hội nghị, gần 300 cán bộ của bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ cũng đã tham gia các hoạt động team building được tổ chức ngoài trời với tinh thần vui vẻ, giao lưu, đoàn kết. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.